Thưa quý vị, chỉ còn đúng 9 ngày nữa, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Veloli 2023 sẽ chính thức được diễn ra. Và chính vì vậy mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 1 cũng đã di chuyển tới Lào Cai sớm để làm quen với điều kiện khí hậu và địa điểm thi đấu, bởi đây là giai đoạn quan trọng để các cô gái của chúng ta hồi phục thể lực sau khi trận 1 của CV League vừa khép lại tại Vĩnh Phúc. Trước buổi tập chiều nay, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai cũng đã có buổi gặp gỡ và thăm hỏi các thành viên đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Việt Nam 1 trong những ngày tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ngay sau đó, đội tuyển cũng bước vào buổi tập thứ hai tại Lào Cai. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn cho các cầu thủ, đặc biệt là đội hình chính tập nhẹ, hồi phục thể lực sau các giải đấu vừa qua. Sau rất nhiều giải thi đấu từ liên tục từ tháng 5 thì thể lực của số vận động viên đánh chính với những giải đã qua là cũng đang có tình trạng giảm sút. Tin vui là không có cầu thủ nào bị đau hay chấn thương. Tinh thần của cả đội đều rất tốt khi trước mắt sẽ được thi đấu trên sân nhà tại một giải đấu mà thương hiệu và đẳng cấp đã được khẳng định. Đến với VTV Cup 2023 thì em và cả đội sẽ mong là đứng được ngôi vị cao nhất và sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được điều đó. Bước đầu, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đã có những nhận định về các đối thủ sắp tới tại VTV Cup Ferrari năm nay. Đối với Nhật Bản thì là sinh viên đã tham gia, nhiều đội sinh viên đã tham gia giải VTV Cup đều với có một cái chất lượng rất là tốt. Ngoài ra thì những đội như Mông Cổ, Philippines nó vẫn là một cái ẩn số. Theo dự kiến, đội tuyển Việt Nam 2 sau khi tham dự giải CV League tại Thái Lan sẽ có mặt tại Lào Cai vào ngày 14 tháng 8 tới đây. Khi đó cả hai đội tuyển sẽ có thêm phương án tập luyện chiến thuật khi được hội quân cùng nhau. Mới đây, danh sách sơ bộ của hai đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Ferrari 2023 cũng đã được công bố. Theo đó, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam 1 sẽ là huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các huấn luyện viên phó Tạ Đức Hiếu, Trần Thị Hiền và Nguyễn Trung Nam. Đáng chú ý, ở danh sách của đội tuyển Việt Nam 1 có sự xuất hiện của chủ công trẻ Nguyễn Lý Thụy Vi, libero Cà Thị Tư và sự trở lại của phụ công Lê Thanh Thúy. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam 2 sẽ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên trưởng Nguyễn Trọng Linh cùng huấn luyện viên phó Lê Thị Hiền. Trong danh sách đội tuyển Việt Nam 2 có sự xuất hiện của nhiều những nhân tố mới để lại ấn tượng tại giải vô địch quốc gia vừa qua. Sau chặng 2 giải bóng chuyền CV League, danh sách hai đội tuyển cũng có thể có sự thay đổi dựa vào phong độ thi đấu của các tuyển thủ.